Rồi chào bà con nha, bữa nay giới thiệu con GT 195 nè. Đây GT 195, đây con thùng nó nha, mới con thùng nó nha. Dung tích xi lanh là 998 cm khối, 19 ngựa rưỡi, 195. Ơi 195 tính vậy mà cái phát điện bắt đầu là vô tư. Sản phẩm này được bảo hành còn 5 nha, nhất là bảo hành cốt nè, lỗi do cốt nè, bảo hành 5 nè, nước lốc đó bảo hành nè, rồi nước lốc cốt bánh đà nè, bánh đà nè, còn cái dòng tháng đầu tiên hư 20 chặt lỗi mới thôi, lý do lỗi kỹ thuật, vào tháng đầu tiên được đổi mới miễn phí. GT 195 là 2400 vòng trên phút rồi con, đây 2400 vòng trên phút, tích xi lanh là 998, số đẹp 19 ngựa rưỡi rồi con, này cái phát điện là vô tư luôn nè, ủi chẹt ủi gheo ủi phà vô tư luôn. Đây bánh đà bảo hành gần năm nè, bét kim luôn nha, bét này tiết kiệm dầu, chạy tốc độ lớn là tiết kiệm dầu nè, đốt sạch luôn nè, bút này là bút đốt ngoài rồi con, cái này gọi là bồn đốt bên ngoài nè, đốt ra ngoài bít tông á, đốt ngoài bít tông nó sẽ bền hơn con, nó cái kim này nó đốt ra ngoài ít bị nước lấp, mà đốt ở ngoài nắp xe lát nó nước lấp hơn. Đó tạch 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 195 bảo hành cho con 5 19 ngựa rưỡi. Con nhà nhớ đổ 4 rưỡi nhớt nè bà con, 4 rưỡi nhớt này, cái này là của nó đây đó, nó vậy đó bà con, đẹp không? Bên đây phụ tùng đầy đủ nha, phụ tùng dần cái mặt trước nè, lực dầu, đèn, thép nước, bình dầu, tay quay, que bô lửa đầy đủ, bạc semi bít tông nhận hơi. Tên 195 rồi, con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Alo, không còn số không? Mắt đẹp rồi con, mà con ủ phà ủ chẹt cái phát điện là vô tư, máy lớn. Dung tích là 998 cm khối, gần là 1000 cm khối đâu con, gần tương đương gần ngàn mét khối á. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707.